Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình airdrop nhận token UNES từ sàn Unimat các bạn. Chương trình này airdrop này nó sẽ 50.000 member các bạn. Con này trong chương trình bán hàng official các bạn. Rồi để tham gia giá hôm nay các bạn clip phần link mô tả mình làm từng nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ thứ nhất các bạn join vào kênh group và kênh seller nữa các bạn. Token này nó sẽ lấy sàn Bubit các bạn. Rồi các bạn join từ trên 1 các bạn. Rồi các bạn xóa hai kênh rồi các bạn bắt up lại các bạn vào setting copy của username Telegram của mình các bạn. Làm chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn trở về một cái link form này nè các bạn. Rồi các bạn điền lại cái link form của tất cả các bạn, username Telegram của các bạn nữa mà. @anh1133 này các bạn. Tiếp tục là các bạn follow Facebook, like và comment share tán hai người bạn nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn, các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ nha các bạn. Bình luận tán hai người bạn nha. Này khỏi các bạn. Các bạn cứ bình luận đại đi. Good. Một bạn, hai bạn thì đại đi các bạn. Good đây các bạn comment đại đi các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn, các bạn chạy vào các bạn vào dòng thời gian cho cá nhân của mình nè các bạn. Các bạn vào trang dòng thời gian của mình, các bạn copy cái các bạn copy cái dòng thời gian của mình lại các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn bắt cái đường link các bạn copy vào đây nha các bạn. Du Facebook like comment share pinpost tán hai các bạn, gỡ đường link username mình rồi. Rồi tiếp tục thì Tower thì các bạn follow Tower và pinpost tán ba người bạn các bạn. Phan để coi nó coi kêu gì username hết ta. Phan các bạn chờ một chút các bạn. Rồi Tower thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn like nè. Các bạn test lên nè các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào nè các bạn. Ba, các bạn tắt ba người bạn của mình lại các bạn. Rồi các bạn cũng trở về một cái link form nãy nha các bạn. Các bạn chờ nó tweet cái nha các bạn. Điệp cơ xin em theo word của mình các bạn. Còn MMO Ngọc Anh. Rồi tiếp tục là các bạn gửi địa chỉ THEC20@wallet message wallet nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình các bạn. Chỗ này trên tầng C20 các bạn. Giờ mình thông báo các bạn, ở đây nó có phần con chắc của nó, các bạn nhấp vào một yêu cầu trên đây các bạn. Các bạn add con chắc của nó vào nha các bạn. Để mai chiều tôi cần nó phân phối các bạn có thể biết được nha các bạn. Con chắc nó thì rất là dễ nha các bạn. Các bạn chỉ việc copy cái con chắc chỗ này nè các bạn. Là các bạn cũng chắc nó chỗ này nè các bạn. Các bạn copy dòng địa chỉ này bắt vào dòng tìm kiếm nó ra. Để đôi khi
với chút quá đẹp nó mã quá thì không nói nói gì, còn nó không mã quá là các bạn không có hay, các bạn tôi cần nó về các bạn sẽ không có cập nhật thông tin được. Rồi vậy video này kết thúc, mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo.